Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây và ngày hôm nay chúng ta lại có thêm khá là nhiều vật phẩm miễn phí á. Trước tiên thì các bạn sẽ lấy được cái vật phẩm cái con cá này, nó nằm ở cái mục nón nha. Rất là dễ lấy luôn, các bạn chỉ cần bấm vào cái link mà Mai sẽ để ở phần mô tả video á. Hoặc là các bạn lên phần Avatar Shop rồi chọn cái vật phẩm miễn phí mới cập nhật thì sẽ có cái con cá này. Đây nha mọi người, Mai vừa lấy miễn phí xong nè, bây giờ nó đã có trong kho đồ của Mai rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái tựa game này để mà lấy được vật phẩm miễn phí nha. Link game Mai sẽ để ở phần mô tả video nha mọi người. Hiện tại thì đang có 3 vật phẩm miễn phí ở trong tựa game này. Và clip này thì Mai chỉ hướng dẫn cái vật phẩm đầu tiên là các bạn sẽ đi tìm 10 cái ốc vít có trong cái map này. Cái ốc vít đầu tiên thì nó sẽ có xuất hiện ở ngay cái sảnh luôn. Sau đó thì các bạn sẽ quẹo trái cho mình nha. Ở cái hướng này cũng có một cục nữa. Thao tác tiếp theo mà các bạn cần phải làm đó chính là reset nhân vật để nó trở về cái sảnh chính. Trở về sảnh chính xong rồi thì các bạn đi theo hướng này cho mình nè. Đi đến cái chỗ mà có cái hình ly cà phê á thì các bạn nhảy lên cái mái hiên cho Mây nha. Đây, mọi người thấy không? Thì ở những cái mái dù này nó sẽ kiểu dạng như là có miếng đệm nó cứ bật bật lên á, các bạn canh sao mà leo lên đây được. Sau đó thì trèo lên cái cầu thang này. Rồi bắt đầu đi cái hướng này nè. Cái điện thoại dạo này nó yếu quá trời rồi, tới nỗi cái đồ họa nó không load nổi luôn mà. Cũng may là cái này ngoài cái việc mà đi cái tên lửa đó không được thì sẽ dùng những cái dù này.
Bạn nào mà gặp tình trạng giống May thì chịu khó chạy bộ một xíu trên cái đường ray này để mà đi đến cái ốc vít thứ 9 nha. Cái ốc vít thứ 10 thì bây giờ mình reset nhân vật trở về sảnh chính. Sau đó thì vẫn đi thẳng theo cái lối hồi nãy nha, tại vì May bị bỏ sót á. Nói chung là các bạn sẽ phải di chuyển tới cái chỗ mà tinh lửa hồi nãy á, cũng gần gần đó đó. Nó sẽ có một cái bảng, thì phía sau cái bảng đó sẽ có cái ốc vít thứ 10 á mọi người. Nhìn đây, phía bên phải này nè. Đây. Các bạn thu thập đủ 10 cái ốc vít rồi thì nó sẽ có quy hiệu và vật phẩm sẽ có trong kho đồ của các bạn á. Ok, thì bây giờ May sẽ vào phần avatar review cho mọi người coi nha. Thì nó sẽ nằm ở cái mục mà con bé trên vai. Mình thấy nó cũng khá là ổn. Bạn nào chưa có vật phẩm bé trên vai thì có thể là cài trong cái game này. Đấy, vô cùng đơn giản dễ lấy luôn. Còn hai vật phẩm trong tựa game này thì May sẽ có thời gian May sẽ làm video gửi đến mọi người sau nha. Còn video này đến đây được rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở những vật phẩm miễn phí tiếp theo. Bye bye.